Mến chào quý vị và các bạn, mến chào các bác anh em. Và tiếp tục clip ngày hôm nay bên em lên cho các bác anh em rất là nhiều những cái món đồ. Thì trong các clip nào cũng vậy, bên em luôn luôn đầu tiên thì sẽ có biển tên, đó là Quang Huy Audio. Và số điện thoại là 09486 và 02386. Và bên em đã báo cái mức giá báo ra là các bác anh em sẽ được bao ship đến tận nơi rồi các nhá. Sẽ được giao hàng đến tận nơi rồi và sẽ không phát sinh 1.000 tiền phí ship vào nữa đâu ạ. Đấy, các anh em lớn tuổi thì lưu cái biển tên này vào. Và hôm nay là ngày cuối tuần thì chúc các bác anh em có một ngày cuối tuần với gia đình thật là vui vẻ. Và bây giờ em sẽ bắt đầu cái clip để giới thiệu đến các bác anh em. Con âm ly đầu tiên đây các bác anh em, con âm ly đầu tiên là một con âm ly Pioneer, con này được cái mã là Pioneer SX616, dòng âm ly đài. Đó, em nhé, dòng âm ly đài. Con này thì sản xuất vào năm 1972 và có cái size là size 45 thôi em nhé. Và các cái phần đúng nút của nó còn rất là đẹp các bác nhé, các cái phần đúng nút của nó còn rất là đẹp. Đấy, các cái phần đúng nút này còn rất là sáng ạ, các bác nhé, còn rất là sáng luôn. Các phần đúng luôn còn rất là sáng. Và con này thì máy chạy là 4 con sò sắt các nhá, 4 sò sắt dòng này là dòng xuất âm tụ. Vì thế chất âm của nó rất là ngọt ngào. Con này thì cho các anh em ghép với những cặp loa Sunsui SP2002 này, 2005. Nói chung là tầm Pioneer A77. Các em nhá. Đấy, coi chung từ tầm bát 30 đổ về, đặc biệt là những cái dòng loa cổ thì các anh em đánh rất là tuyệt vời. Con này thì đặc biệt cho các anh em đánh nó trả kháng loa từ 4 đến 16 ohm, vì thế các bác anh em rất là dễ chơi. Và loa thì các bác anh em có thể nhìn thấy là nó có thể chọn cầu AB hoặc là A cộng B hoặc A cộng C. Đấy, đánh được hai cặp loa cùng một lúc. Và đầy đủ lau lớp, các mặt mũi thì còn rất là đẹp các em nhé. Mặt mũi còn rất là đẹp. Và con này thì bên em giao lưu các bác anh em với mức giá là 5.2 triệu. Thị trường con này vào thời điểm năm trước, hơn năm trước là con này thì anh em bán là tầm 6 triệu 2 các em nhé. Nhưng mà trong clip ngày hôm nay để các anh em con này với mức giá là 5.2 triệu các em nhé. Đấy, 5.2 triệu. Và bên trên này là một con đầu deck, con này là con Pioneer CT415, size là size 42. Mặt mũi thì còn rất là đồng đều và đẹp các bạn nhé. Mặt mũi còn rất là đồng đều và đẹp đấy. Con này thì dòng đèn tia các nhá, đấy, đèn tia này rất là đẹp. Anh em về có thể là con này thì có thể là anh em làm dè các nhá. Các anh em có thể là về làm dè cũng được. Các anh em về cho băng và ấn vào nút reset này để làm dè. Nhé, để làm dè cũng được. Đầu từ đầu tiếp của nó còn rất là mới các nhé, đầu từ rất là mới, máy thì đã được căn chỉnh. Ba anh em về chỉ việc cho băng vào là chơi thôi. Các anh em về chỉ việc cho băng vào là chơi thôi. Đấy, một con đầu deck Pioneer CT415 size 42 như thế này. Thì các anh em về ghép với âm ly Pioneer thì rất là tuyệt vời. Và bên em đang giao lưu các anh em con Pioneer CT415 này với mức giá cho clip ngày hôm nay là chỉ có 1.800.000 đồng các em nhé. 1.800.000 đồng, bữa trước là không có để rẻ nhá. Đấy, chỉ có 1.800.000 thôi ạ. Và bên trên này là một con Pioneer, con này có cái mã là CT520 các em nhá. CT520. Đấy, size là size 42. Con này thì cái phím bấm của nó là nó sẽ có cái đèn bên dưới nhìn rất là đẹp mắt. Đèn tia ở đây đang chạy băng này, đèn tia hoạt động ok hết rồi các bạn nhá. Đấy, con này thì có thể anh em cũng có thể là làm dày, các bạn anh em nhấn nút reset này để tăng chỉnh âm lượng ở đây, có thể làm dè, cải thiện chất âm đi rất là nhiều. Đấy, các bạn anh em nào muốn trải nghiệm thử. Đấy, cạnh chỉnh của nó bị sưng một tí này, còn đâu thì rất là đẹp. Con này thì máy chạy là 2 motor các nhá, máy chạy là 2 motor. Đấy, mặt mũi đẹp. Đây, em sẽ cho các bạn anh em xem cái đầu từ của nó. Đầu từ cũng rất là mới luôn nhá. Con này khó nhìn đấy các bạn. Đầu từ cũng còn rất là mới các bạn nhá. Đấy, con này thì chỉ có cái mức giá là 2.800.000 thôi nhé. Con này thì có cái mức giá là 2.800.000 nhé. Và bên trên là một con huyền thoại trong dòng gọi là anh em hay gọi là bộ là máy in tiền, có thể là nó copy từ các bạn anh em có một cuốn băng ấy, mà các anh em mua tầm 150-200.000 một cuốn. Nếu mà các anh em copy từ cửa 1 này sang cửa 2 thì nó cần như cỡ là 1.9-1.10 luôn các bạn nhé, 1.9-1.10 luôn. Con này nó copy băng cực kỳ chuẩn luôn. Con này thì size là size 43 các bạn nhé, size 43. Đấy, các bạn anh em nhìn mặt nó rất là đẹp, mặt của nó rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, các bạn anh em có thể quan sát này, mặt mũi còn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, góc cạnh này, góc cạnh mặt mũi còn rất là đẹp các bạn nhé, góc cạnh mặt mũi còn rất là đẹp luôn. Đấy, cửa băng này. Đấy, đầu từ còn rất là mới. Đầu từ rất là mới đây, đặc biệt này, nhìn hai cửa băng này, đẹp chưa? Hai cửa băng rất là đẹp luôn các nhá. Hai cửa băng rất là đẹp luôn. Đấy, máy móc thì đã được đưa thợ thay dây cua loa và chai dầu. Đấy, chạy rất là tuyệt vời.
đấy, các bạn anh em về chỉ việc chơi thôi ạ. À, con này thì nó bị mờ mất cái số ở đây, dòng này thì nó là rất hay bị này, dòng này rất hay bị mờ cái số ở đây. Con này thì bên em giao lưu các bạn anh em với mức giá là 3,2 triệu em nhé, 3,2 triệu cho con Technic M312 đấy, cửa băng cửa biếc đẹp lung linh luôn ạ. Đây các bạn anh em, cửa băng cửa biếc đẹp lung linh luôn, mức giá là chỉ có 3,2 triệu em nhé. Và bên trên này là một con Technic, dòng này thì cũng được nhiều anh em thập niên những năm 1991 những năm 90 là các anh em hay thâu băng ấy, tiếng rất là nét ạ. Con này là con Technic M250, size là size 43 các bạn nhá. Size là size 43 và máy chạy là 2 motor, các bạn nhìn nó ghi luôn là 2 motor stem này. Đấy, dòng này thì là dòng đèn tia các bạn. Dòng này dòng đèn tia và các cái phần thiết kế của nó các anh em nhìn rất là đẹp mắt và rất là đồng đều ạ. Các cái phần nút bấm ở bên giữa và hai bên này thì một bên là cửa băng và một bên là đèn tia. Đấy, máy móc thì đang chạy hoạt động rất là ok các bạn nhá. Máy móc thì chạy hoạt động rất là ok. Đấy, tua này, tua băng tua biếc là chạy rất là tuyệt vời. Đấy, tua băng tua biếc là chạy rất là tuyệt vời đấy. Con này thì nó bị xước mất một tí ở đây này, xước mất một tí volume này. Đấy, các anh em nào mà không quan ngại vấn đề đấy, xước một tí này thì các anh em có thể là dinh ngay con này. Còn góc cạnh thì nó rất đẹp ạ. Còn góc cạnh thì nó rất là đẹp luôn, vỏ biếc thì rất là mới ạ. Góc cạnh đẹp, vỏ rất là mới, còn đầu tờ thì con này thì cực kỳ mới luôn. Đấy, đầu từ con này còn cực kỳ mới luôn các bạn nhá. Đấy, đầu từ rất là mới luôn. Con này thì anh em in băng cực kỳ thích luôn. Con này thì anh em in băng cực kỳ thích cho con Technic M250. Con này thì thu phát ok hết rồi. Các bạn em về chỉ việc mua băng là chơi thôi. Con này thì bên em đang có cái mức giá là 3,5 triệu các nhá. 3,500,000 cho con Technic M250. Thị trường bữa trước em đang bán là 4 triệu nhưng mà trong cái clip này để cho anh em giá rất là tốt ạ. Đấy, góc cạnh đẹp lung linh luôn ạ. Góc cạnh rất đẹp luôn ạ. Và bên này là một con âm ly đèn, nếu anh em nào đang thích trải nghiệm thử một con âm ly đèn để coi chung là thử đôi tai trải nghiệm thay đổi, vì các anh em nghe những dòng bán dẫn hoặc là thuốc âm tụ nhiều rồi thì các anh em nên trải nghiệm thử có như này. Dòng này là dòng Nguyen, cái nhân Nguyen AV2060. Đấy, con này thì máy là con này có cả Bluetooth và USB, em nhé, có thể Bluetooth và USB. Đấy, như trước đầu có clip em đang chạy con này, con đèn này, đấy nó chạy là hai cái bóng đèn rất là lớn các bạn nhé, hai bóng đèn rất là lớn luôn ạ. Này, hai cái bóng đèn rất là lớn và em đang tháo hai cái nan này ra để các bạn em có thể quan sát. Đấy, hai bóng đèn rất là lớn và bên dưới là hai cái bóng rè. Con này thì chỉnh bát chép các bạn nhé, đây chỉnh bát và chỉnh chép, đây có hai cái phần chỉnh bát và chỉnh chép volume này. Đấy. Giờ con này thì là hàng mà mua bên Nhật, hàng này hàng mua đấu mạng bên Nhật. Điện là điện 100V nghe nhá, điện là điện 100V. Đấy, con này thì giao lưu với anh em với mức giá là 6,200,000 đồng các bạn nhá. 6,200,000 đồng, dòng này thì đánh thông thường dòng lưu đèn sẽ không chỉnh bát chép, nhưng dòng này có thể chỉnh và tiếng bát đánh rất là lực các bạn nhá. Bát đánh rất là lực, các bạn anh em muốn trải nghiệm thử thì chỉ cần bỏ ra là số tiền là 6,200,000 đồng thôi các bạn anh em nhá. Và bên dưới là một con Kenwood, con này là con đầu đĩa các nhá, đầu đĩa mặt là mặt màu đen đấy. Bên em thì cũng đã cho chạy ok hết rồi các nhá, cho chạy ok hết rồi phần đĩa này đấy, cho đĩa vào chạy rất là ok, mặt thì là mặt màu đen ạ các bạn em nhá, mặt thì là mặt màu đen, nhận đĩa rất là nhanh đấy, nhận đĩa rất là nhanh luôn đấy, chạy luôn, chạy rầm rầm luôn ạ. Không biết kén đĩa là gì, mặt mũi rất đẹp. Đấy, cho đĩa vào là chạy. Vâng, một con đầu Kenwood này thì bên em giao lưu các bạn anh em với mức giá là 1,800,000 đồng các bạn nhá. 1,800,000 đồng. Thay vì anh em bữa trước chửi em quá vì con đầu Yamaha nhá. Chửi em quá vì con đầu Yamaha bởi những dòng này nó vừa tiền, các anh em nào cũng có thể chơi được ạ. Dòng này vừa tiền anh em nào cũng có thể chơi được. Đấy, con này thì chỉ có 1,800,000 thôi các bạn nhá. 1,800,000 đấy, máy móc chạy ok hết rồi. Từ bên Nhật về là cắm điện vô là chạy thôi ạ. Và bên dưới là một con Onkyo, con này thì có cái mã là Interga C725 các bạn nhé. Mặt thì là mặt nhôm phay màu vàng. Đấy, mặt nhôm phay màu vàng, đĩa đĩa là nhận đĩa rất là nhanh và khay đĩa thì các anh em nhìn rất là mỏng, rất là đẹp ạ. Nó thiết kế ra hơi hướng của đời mới, rất là đẹp. Đấy, nhận đĩa này, đấy nhận đĩa nhanh chưa? Đấy, bờ đây này. Nhận đĩa rất là nhanh luôn. Đấy, chạy luôn rồi. Đấy, giờ em sẽ chuyển bài này. Chuyển từ bài 1 xuống tận bài 8 luôn. Đấy, chấp nhận luôn các bạn nhé. Con này thì đầy đủ catalog thì đây. Catalog C9
C725 các bạn nhá, C725 đấy đủ catalog. Và con này thì bên em giao lưu với ba anh em với mức giá là 2,8 triệu, bởi vì nếu mà rất nếu mà đẹp ấy thì thị trường con này phải tầm 4 triệu các nhá, 4 triệu. Con này vận chuyển về thì nó có bị xước mất một tí ở đây các nhá, nó bị xước mất một tí ở đây và đây cái vỏ nó hơi xấu một tí. Nói chung là mình kê mình nghe thì cũng thực tế là các trả anh em là nhìn quay lại đằng sau để có thể nhìn đâu ạ. Đây chỉ cái mức giá là 2,8 triệu thôi các anh em nhá. Và bên dưới là một con âm ly, à xin lỗi các anh em, bên dưới là một con đầu đĩa để nông. Con này thì có cái mã là DCD1650AL các nhá, 1650AL. Con này về thì còn con này về thì có khiển nhá, các anh em về có thể là nhấn khiển này để có thể là điều khiển từ xa. Đấy, nhấn khiển là điều khiển từ xa này. Đấy. Đĩa nhận cũng rất là nhanh các nhá, đĩa nhận cũng rất là nhanh. Đấy, cho đĩa vào là nó nhận rồi đấy ạ. Đấy, nhận rất là nhanh. Đọc đĩa luôn. Đấy, rất là ok các nhá. Đấy, chuyển bài này. Đấy, nhìn chuyển bài, chuyển bài bài 6 luôn, đấy chạy luôn. Vâng, một con đầu đền ông này cho các anh em chơi rất là chuyên nghiệp đấy ạ. Một con đền ông này chơi rất là chuyên nghiệp, anh em tiếng con này cực kỳ hay luôn. Và con này thì bữa trước là em đang đăng là 5 triệu. Chỉ trong clip ngày hôm nay để các anh em giá cuối tuần rất là tốt là chỉ có 4,8 triệu đồng cho một con đầu đĩa đền ông DCD 1650AL. Giá thì bao giá rồi ạ, bao giá thị trường luôn, giá rất là tốt ạ. Này, bao giá thị trường luôn, con này giá rất là tốt. Chỉ 4,8 triệu đồng các anh em sẽ được bao ship đến tận nơi đấy ạ. Và bên dưới là một con Pioneer, con này thì có cái mã là Pioneer SX636. Các bạn nhá, 636, mặt mũi thì rất là đẹp. Và mặt mũi rất là đẹp các bạn nhá, mặt mũi cực kỳ đẹp luôn. Máy con này cũng chạy là 4 sò sắt các nhá. Máy con này cũng chạy là 4 sò sắt. Và con này thì cũng đánh trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Con này thì size to hơn, size là size 48, size 48. Và con này thì bên em đang giao lưu các bạn anh em với mức giá trong clip ngày hôm nay là chỉ có 6,3 triệu đồng các nhá. 6,3 triệu đồng cho con âm ly Pioneer SX636 á. Thì rất là nhiều anh em có thể là tham khảo những cái dòng như này. Và bên này các bạn nhé, và bên này là một con bộ dàn mini. Các bạn anh em bữa trước thì cũng hỏi em mà em cũng ít khi em đấu với những cái dòng như này, thì clip ngày hôm nay có thì em cũng giao lưu các bạn anh em luôn. Rồi nhá, giao lưu các bạn anh em luôn đấy. Loa này đấy, loa liên là còn rất là đẹp các nhá, loa liên còn rất là đẹp. Màng thì màng Kevlar, màng Kevlar màu sợi màu trắng giống như kiểu những cái màng BBB kép ấy. Đấy, một cái step này. Dàn của nó thì là Onkyo FFN9X. Đấy, con này thì về trong tình trạng là đầy đủ điều khiển. Đấy, đầy đủ điều khiển. Các bạn anh em nào mà muốn chơi trong những căn phòng ngủ ấy thì con này thì đúng là đáp ứng đủ nhu cầu các bạn anh em luôn. Rất là đẹp luôn ạ. Rất đẹp luôn và đầy đủ điều khiển. Các bạn anh em có thể tăng âm lượng này. Đấy, có thể tăng âm lượng này. Đấy, có thể chỉnh Super Bass này. Đấy, chỉnh Bass Chat này. Đấy, các bạn anh em chỉnh Bass Chat này. Có thể dò FM luôn không nhé, có thể dò FM luôn. Đấy, cả bộ như thế này bên em đang giao lưu các bạn anh em với mức giá chỉ có 2,8 triệu thôi ạ. Chỉ có 2,8 triệu thôi. Các bạn anh em cứ đi xem giá thị trường đi ạ. Đấy, một bộ rất là đẹp như thế này thì các bạn anh em cứ đi xem giá thị trường đi. Nói chung là rẻ các bạn anh em mua, rẻ các bạn anh em mua, em cũng hợp các bạn anh em cảm thấy hợp lý thì mua ạ. Onkyo này, đấy N9X này, đấy cái đồng bộ của nó luôn, được rất rất là ít khi các anh em nào về được đồng bộ, các bạn rất là ít khi các anh em nào về được đồng bộ luôn nhé. Con này thì có cả cổng quang này, con này có cả cổng quang, các anh em về cắm ạ. Chỉ có 2,8 triệu thôi ạ, các bạn nhé. Chỉ có 2,8 triệu thôi cho một bộ đầy đủ như này, đẹp như thế này. Các anh em cần có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại trên tấm biển. Vâng, chúc các anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình.